Liên quan tới các ổ dịch cúm gia cầm AH5N6 xảy ra tại ba xã Quỳnh Bá, Quỳnh Hồng và Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Đến nay, mọi công tác tiêu độc khử trùng trên đàn gia cầm được huyện Quỳnh Lưu khẩn trương triển khai. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Trong đó, tập trung theo dõi các đàn gia cầm lớn chưa phát hiện dịch, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, rắc vôi bột khử trùng quanh chuồng nuôi. Gia đình ông Hồ Ngọc Khôi là một trong 4 hộ nuôi nhỏ lẻ phát hiện đàn gia cầm chết. Gần 50 con có các biểu hiện bỏ ăn, ủ rũ rồi đột ngột chết. Để tránh lây lan ra những hộ khác, gia đình ông đã tiến hành tiêu hủy, xử lý môi trường và tiêu độc khử trùng theo sự hướng dẫn của các cán bộ thú y. Còn với những hộ nuôi, việc đầu tiên ngay lúc này là rắc vôi bột, xử lý môi trường nuôi, hạn chế việc lây lan cho đàn gia cầm của mình. Khi mà gia cầm nó bị thì có cái hiện tượng là kém ăn, rồi ru đầu. Thì sau đó là chừng khoảng 2 ngày thì nó chết. Gia đình cũng có nắm được thông tin là địa bàn có dịch, gần quanh là có dịch đấy. Nhưng mà với gia đình thì cũng tiêm phun thuốc khử trùng, tức là phun thuốc tiêu độc khử trùng cái biện pháp đấy, và đồng thời là có kế hoạch rắc vôi. Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có khoảng 2 triệu con gia cầm, thủy cầm, cũng là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh xuất hiện cúm gia cầm AH5N6. Trước mắt, huyện sẽ tập trung tiêm vaccine phòng dịch H5N6 trên toàn bộ đàn gia cầm, thủy cầm của các xã, đồng thời phun tiêu độc khử trùng trong và ngoài vùng dịch. Vbex Rubik 360, đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800-6350. Đồng thời, bố trí các chốt kiểm dịch xa vào địa bàn, nhất là vùng có dịch. Đối với những gia cầm, thủy cầm có biểu hiện nghi ngờ, sẽ lấy mẫu xét nghiệm và có biện pháp kịp thời tránh lây lan đàn gia cầm khác. Huyện thì đã tổ chức là tiêu độc khử trùng và đã cấp hóa chất cho các đơn vị, đối với bộ cho đơn vị để các đơn vị tổ chức phòng chống tại địa phương. Và song song với việc đó thì cũng tổ chức thì hội nghị để giao cho các chủ tịch xã và các cán bộ nông nghiệp của xã để triển khai đồng loạt trên tiêu độc khử trùng trên toàn huyện. Bước đầu thì cái vấn đề về xử lý các cái ổ dịch, đó là cái việc phát hiện sớm và xử lý môi trường cũng như là cái việc tiêu hủy đã là kịp thời. Thứ hai nữa là tỉnh cũng đã chủ động cái nguồn vaccine và chỉ đạo tiêm phòng cho các cái địa phương. Nghệ An hiện có hơn 24 triệu con gia cầm, thủy cầm được phân bố tại các huyện với nhiều trang trại lớn và một số hộ nuôi nhỏ lẻ. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm AH5N6, ngành thú y tỉnh cũng khuyến cáo bà con, nhất là những hộ nuôi, cần thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đặc biệt khi phát hiện gia cầm, thủy cầm chết, phải báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Nhất quyết không mua bán, giết mổ, vứt xác ra các ao hồ, sông suối, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh.